mua thì bán dễ, có gì đâu. Rau thì mới khó bán được. Xoài đấy dày mình. Xoài ngon lắm. Có gì có độc, một quả này cân 2, quả này cân 3. Cân 7 bạn. Ngày chị đi ăn mặc nhất thịt thịt ở đây ngày 1 tháng 30 ngày. Ngồi dưới bán dễ mà. Em này mà còn sót đánh được. Sao hả? Chả sao nó khai bây giờ nó chả. Tiếc nhỉ. Lên thang này. Lên thang này. Ui.